Máy thanh bình xin chào bà con nghe bà con. Đó, máy bây giờ đó là container nó cấm rồi, máy càng ngày càng hiếm các bà con, càng ngày càng ít lợi nè. Bữa nay á lên cho bà con Canon E20, hai con Nexus 132 và một con xa Shinawa E15 ha. Đó, bây giờ đầu tiên mình lên cho bà con Shinawa E15 đây. Đó, con này trước đi ha. Đó. Con này là Shinawa Rubin E15 áo thùng xăng chụp giật zin. Đó, còn bóng dợn đẹp dữ lắm các bà con. Rất là đẹp ha. Lốc. Đó, con này là 3 ngựa rưỡi dòng tua 4000 nha bà con. Lốc rất là đẹp luôn. Số xe ghi số lốc đầy đủ ha. Nó đặc biệt cái bơm này là bơm hút bùn nữa nha bà con. Nó vừa tưới nước vừa hút bùn được nữa này ha. Đó, bà con nào cần sử dụng cái này thì như mua này. Mình tưới nước được, hút bùn được luôn nha bà con chứ không phải là tưới nước không nha, rồi hút bùn không ha. Nói chung là làm xài được hai công chuyện luôn. Nó bình xăng của nó là bình xăng Mikini Modern da băng. Đó, boe zin, bô lửa zin, phá xăng zin. Đó, dây xăng zin luôn. Nói chung là con máy này zin toàn tập, máy móc là chưa gã gáp chưa bung ha. Đó, đặc biệt là khung còn rất là đẹp luôn. Đối với dòng máy này mình máy nổ và phải thanh bình đã dọn nổ sẵn. Bà con mua về là chỉ việc sử dụng không tốn một chi phí sửa chữa nào nữa ha. Đặc biệt là bao ship tặng nhà. Đó, tặng kèm một chai nhớt và một tiếp mở Mugi. Đó, đặc biệt là không cọc luôn nha bà con. Đó, khi bà con nhận hàng thì bà con test máy nổ xong thì bà con nhận máy ha. Đó, còn hình thức bên ngoài thì mình đã quay cho bà con coi rất là kỹ ha. Đối với dòng máy cũ thì bà con đừng thông cảm, đừng nên chê nó xấu quá, bởi vì nó là nó hiện tại nó cũng đã xấu rồi bà con, bởi vì nó đã qua sử dụng bên nước ngoài rồi, mình lấy máy cũ của người ta về mình sử dụng lại nên nó là cái độ đẹp nó không còn giống như máy gì mới mình đâu nghe bà con. Nó nên được một cái á là độ bền cao, nhạy chạy, tiết kiệm xăng thì Việt Nam mình mới ưa chuộng cái dòng này, mình mới lấy về sử dụng nghe bà con. Đối với con máy này á, thì bảo hành cho bà con là máy móc mình chưa gã gấp, chưa bung đồ zin 100% ha. Nó bảo hành 6 tháng. Còn bình thùng xăng sắt, đối với dùng thùng xăng sắt này á, thì mình nói thiệt tình với bà con ha, đối dùng xăng sắt thì nó cũng phải có ga ten, nó cũng vàng vàng ha. Đó, ga ten đen đen vàng vàng có, nhưng đặc biệt là xét lớp ha, xét đổ lớp nè. Đó, lũng bình xăng là mình bao bà con ha. Đó, rồi trong khi mình gửi máy cho bà con thì mình sẽ tháo nhớt trong máy này ra hết. Đó, khi bà con nhận máy bà con nhớ đổ nước bằng mặt nắp nhớt này dùm cho máy nổ cho phải thanh bình ha. Đó, con này thì mình quay rất là kỹ cho bà con ha. Đồ đạc là nguyên đai nguyên kiện, nguyên zin, máy móc là chưa gã gấp chưa bung ha. Xài cái bơm rất là đẹp luôn ha. Bình xăng là Mikini Modern da băng quá xăng zin luôn. Nó bù e bù lửa zin ha. Đó, bây giờ test nổ con này cho bà con mình tham khảo cái cây. Chạy tiếng rất là êm, garanti thì nhấn nhờ giật thì kéo nhẹ chạy ha. Đó, rất là ken luôn. Nó máy mình đã dùng nông sẵn rồi, bà con về cứ sử dụng yên tâm thôi ha. Mình đã bảo hành cho bà con 6 tháng nữa thì bà con đâu có ngại ngần gì nữa ha. Rồi tiếp theo mình lên cho bà con cái lô dù bóng gài ha. Con này là K30 nè. Nó con rồi tiếp theo mình lên cho bà con cái lô này ha. Con này ha là K31 ha. Con này hiện tại cái giá của nó là 2 triệu. Đó, bao ship tặng nhà, tặng kèm cho bà con theo là một chai nhớt và một tiếp mở Muri ha. Đó, đây. Bà con mua máy thì bà con nhớ dùm cho máy nổ thì phải thanh bình cái mã số ha. Bởi vì máy nổ thì phải thanh bình bán rất là nhiều máy luôn. Không phải là một loại máy nên bà con không nói cái mã số thì máy nổ thì phải thanh bình không có biết cái gì về dòng máy nào, đời nào, con nào đâu nghe bà con. Đó, rồi tiếp theo mình lên cho bà con Metsu Messi. Đó, con này là Metsu Messi con GM132, con này là 4 ngựa dòng tua 4000. Áo yếm đồ đạc của nó là zin toàn tập ha. Đó, máy còn bóng dợn rất là đẹp các bà con. Đặc biệt có tem toàn cầu nữa ha. Đó. Nó dòng này là dòng Metsu Messi GM132 ha, lốc trắng đẹp như mới, thùng xăng mũ nha bà con. Đối với cái thùng xăng này thì bà con xài rất là yên tâm ha, tem toàn cầu này ha. Đó, đặc biệt cái bơm của nó là hút 60 xả 60. Nó ở đây ra ga 34 luôn này bà nghe bà con. Nó đặc biệt bơm của con này là sắt pha gan ha, sắt pha gan thì bà con xài rất là yên tâm. Ít có bị lão quá ha. Đó, quá ken. Dây xăng là dây xăng zin. Đó, cây thanh nhớt còn vàng hực luôn ha, lốc trắng đẹp luôn nè, là cọ OHV trắng như mới luôn nè. Boe zin, bô lửa zin nè ha. Bình xăng là Mikini Modern da băng. Đó, bà con thấy không? Bình xăng còn trắng đẹp dữ lắm nha bà con, rất là đẹp luôn ha. Đó, máy móc là nguyên đai nguyên kiện, nguyên zin đẹp cực kỳ. Đó, đặc biệt cái dòng này thì garanti rất là chuẩn ha, rất là nhạy chạy. Đó, rồi. Tiếp nổ.
lên ga rất là im ha, ga ti thì nhuyễn nhừ, giật thì kéo nhẹ chạy. Thì bây giờ á, đối dòng này á, thì mình sẽ lên cái mã số cho bà con mình tham khảo ha. Nó con này là con B22 nè, B32 nè. Nó con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 2.500.000. Đó. Máy nói chung ra là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình, dù bây giờ dù có hết máy đi ha, nó không lấy về kịp nó thì cũng vẫn còn được bao nhiêu con, vẫn bán cho bà con với cái giá rất là mềm ha. Giá nói chung ra là không bao giờ mà thấy không có máy mà bán giá lên nha bà con. Đó, đặc biệt là máy nổ Nhật Bản Thanh Bình lấy bán, đặc biệt á, là thêm cho bà con một con Mitsubishi nè, con này GM132 model da băng, con này là 4 ngựa dòng tua 4.000 ha. Áo đẹp như mới ha. Đó, thùng xăng mũ nè, rùa thỏ nè ha, chụp giật đồ đạc là zin hết ha. Đó, quá ghen, con này lóc trắng tinh luôn nha bà con, rất là đẹp. Con này là GM132 ha. Đó, M132. Dòng này là Mitsubishi GM132, áo yếm đồ đạc nó rất là đẹp luôn. Bùm rất là mới ha. Đặc biệt con này hút 49 xả 49 luôn. Nó lóc trắng đẹp luôn ha. Nó dây xăng zin hết trơn nha bà con, bình xăng Mikini ha. Bình xăng trắng như mới luôn, cọ hoắc về cọ cực kỳ đẹp luôn. Lóc rất đẹp luôn, khung cực chắc chắn và cứng cáp luôn. Nó bô lửa bô e zin ha. Nó rồi. Con này á là cái chụp bô e của nó về nó bị nứt các bà con. Nó bị nứt á, cái đầu em kêu lính em nó lấy mà cái ấy nó thổi lại nha bà con, nó thổi nó nói lại nó cứng ngắc luôn ha. Nó rất là chất lượng luôn, không bể không dở ha, nhưng nó có găng ha. Cái nào mình báo cho bà con rất là kỹ ha. Bà con nào coi YouTube á thì nhớ coi kỹ giùm cho máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nè. Nó để em thôi về bà con chê cái này chê cái kia, không nhận máy tội nghiệp máy nổ Nhật Bản Thanh Bình nha bà con. Nó một cái máy này mình gửi tới 100 mấy 200 ngàn tiền ship lận, bà con không nhận mình lỗ 200-300 ngàn cũng tội nghiệp ấy bà con. Nó rồi bây giờ mình test nổ bà con ha. Con này chạy tiếng nghiêm nghe bà con, chạy tiếng rất liêm luôn, garanti nhuyễn nhừ luôn ha. Đặc biệt mấy con máy dòng Nhật Bản bên đây thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bảo hành cho bà con 6 tháng và đặc biệt bảo hành không ra khói ha. Đó. Con này là con B33. Con này hiện tại giá cũng là 2.500.000. Thì mình cũng nói thiệt tình với bà con, khi bà con nhận máy á, thì bà con giật máy lên là chắc ăn là nó có xảy ra trường hợp mà ra khói ha. Đó, mà sao tại sao máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bao bà con không ra khói là do nguyên nhân ở chỗ khi mình gửi cho bà con mình đổ nhớt ra hết, nhưng trong máy vẫn còn nhớt ha. Còn khi mình gửi cho bà con thì shipper nó không bao giờ nó để cái đầu ở trên này mà cái đít ở dưới này ha, để giống như mình để nó sẽ dục, nó dục của bà con, nó dục lạng sàn ngầu luôn, nó lột đít trộn mèo lộn xuôi lộn ngược lộn tùm lum hết trơn á. Rồi bắt đầu nhớt nó dồn lên mu ghi xê bình xăng con bô e bô lửa, nó sẽ ướt nhẹp hết. Khi bà con giật test máy nổ rồi xong, nó test máy nổ xong nó chạy khoảng thời gian chừng 5 phút hoặc là bà con nẹt 3-4 cái bà con để cho nó chạy khoảng chừng 5 phút hay 3 phút 2 phút gì đó, tự động nó sẽ hết nha bà con, là nó cháy được cái khối về cái nhớt trong này thì tự động máy nó sẽ hết ha, chứ không phải cho bà con yên tâm ha. Bởi vì máy mình đã test đây cho bà con coi rất là kỹ là không ra khối, mình đã kiểm định rồi ở đây, chứ nếu mà ra khối thì mình không bao giờ mình gửi cho bà con. Nếu mà gửi cho bà con về chảnh bà con không nhận máy thì cũng đâu có làm gì được bà con đâu, đúng không? Nó bởi vì mình ở đây mình kiểm rất là kỹ nó, bởi vì khi bà con nhận máy á, thì bà con cứ yên tâm. Ví dụ mà rồi tiếp theo là bữa hổm ngày bà con mình hỏi mấy cái dòng máy mà hút lớn xả lớn luôn lượng lít cao đặng về bơm vụn bơm đồ đen, thì đây con này là Y20 Gubin. Nó con này á là 5 ngựa, nó dòng tua của nó là 4.000 ha. Nó 5 ngựa, con này 5 HP nha bà con. E20 là 5 HP. Đời á mà máy nổ Nhật Bản Thanh Bình bán bên dòng máy nghĩa là Nhật Bản E15 E20 này nè, thì máy nổ Nhật Bản Thanh Bình lựa chọn những cái dòng máy mà nó chạy là IC chứ không chạy dính lửa ha, nên bà con sử dụng rất là yên tâm ha. IC thì mình rất là dễ thay ha, nó rất là dễ thay, rất là dễ sửa chữa. Nó lóc trắng đẹp ha, số xe ghi số máy còn đủ hết trơn, tem mạc ha. Nó đặc biệt con này lưu lượng lít nó rất là cao, bơm bầu lớn nha, hút 60 xả 60 nhưng bơm bầu lớn, lưu lượng lít con này tới 1.200 lần nha bà con. Nó 1.200 lít một phút ha. Nó bình xăng là Mikini model da băng bô e zin bô lửa zin ha, máy móc là chưa gã gáp chưa bung đồ zin 100% ha. Nó cần ga zin luôn, máy thì kéo nhẹ chạy, đặc biệt là không ra khói vậy ha. Nó máy rất là ken luôn, Rubin E20. Đó, bây giờ mình test nổ con này cho bà con tham khảo nè, bà con cần sử dụng dòng máy lớn thì vô mua con này ha. Lên ga rất là gồng ha, garanti rất là êm luôn, nhuyễn nhừ luôn, giật kéo nhẹ chạy ha. Nó quá ken nha bà con, đối với dòng máy E15 này xài rất là bền ha. Con này là con B
34 nha bà con. Đó, con B34 thì con này hiện tại mình đang bán cho bà con với cái giá là 3 triệu. Đó. Tại sao mà bán cái giá nó cao? Nó thì mình cũng giải thích kỹ cho bà con mình luôn. Bán giá cao là do nguyên nhân ở chỗ là con máy này thứ nhất là động cơ lớn ha. Động cơ nó lớn là do nguyên nhân ở chỗ là nó là 5 ngựa thì máy lớn thì mắc tiền. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa nó là bơm bầu lớn, lưu lượng lít cao thì lấy vô nó mắc, bán cho bà con mắc. Cái thứ ba nữa là cái máy này rất là nặng. Khoảng tầm 30 mấy ký thì tiền ship nó rất là cao nên bán cho bà con đó là cái giá hơi cao nghe bà con. Nó giá hơi cao bởi vì bà con cũng thông cảm ha. Còn đối với con máy này bà con nào mà mua nó mà tự chịu tiền ship thì mình sẽ giảm cho bà con 500.000 luôn. Nó từ 4.000 đến 500.000 tự chịu tiền ship lên ha. Đó, cái đó là mình thiệt tình với bà con luôn đó. Nếu mà bà con tự chịu tiền ship mình sẽ bán cho bà con ha, 2.500 thôi. Đó cho bà con tự chịu tiền ship. Nó chứ không phải là mình bán mà nhà máy nhiều khi vô bà con nói máy nổi mình bán giá cao giá thấp này kia, cái máy này bán xấu, máy này nhỏ bán giá cao thấp là không có nghe bà con. Tùy theo cái máy, tùy theo độ nặng, tùy theo cái tiền ship nó, chứ không phải là mình muốn bán cho bà con cao đâu. Nói chung bán cao quá thì nó bán rất là lâu, nó bán rẻ thì bán rất là mau. Nó mình nên nhà mình bán máy rất là nhiều nên mình chọn tiêu chí là bán rẻ, bán cho nó mau nghe bà con. Nó nên á nên nó là bán cho bà con rất là mau luôn. Cái gì vậy? 5K lên con B. À, nãy nãy lên lộn nghe bà con. Nó mình lộn cái mã số ha. Nó K31 ha. Nó lộn nha, lộn hai ba con sao. Nó con này là K31. Con này á là K32. Đó, con này là K33 ha. Đó, con này là K34 nha bà con. K31 32 34 cho 7B nha bà con. Đó, bà con thông cảm ha. Đó, tại vì lên nhiều lô máy quá trời, A, B, C, D, K gì tùm lum hết trơn rồi bây giờ. Nhiều khi lẫn lộn quá trời luôn bà con, từ trang này lẫn lộn qua trang kia luôn. Mình đang có hai kênh, một kênh là máy nổi Nhật Bãi Thanh Bình và một kênh là nông ngư cơ Thanh Bình Kiên Giang. Nó kênh kia là bán máy bắt cỏ. Nó máy bắt cỏ, còn kênh này là bán chuyên về máy xăng máy dầu nghe bà con. Nó chuyên về hàng Nhật Bãi, chuyên về hàng máy xăng nhập khẩu và máy mới luôn. Nó đặc biệt có máy dầu L70 rồi luôn, máy mới Osaka luôn, có đủ hết cho nghe bà con. Nó rồi máy nổi Nhật Bãi Thanh Bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live sau nghe bà con.